Hello, xin chào cả nhà. Mình đang có mặt tại thị xã Gò Công và tại đây là vị trí ngay tại đây là ấp Văn Hóa, ấp 3, xã Bình Xuân, thị xã Gò Công. Mình đến đây để thăm một em bé, năm nay em cũng 2 tuổi và em có một cái sự cố rất là đau lòng khi bị một người ngáo đá họ đâm và họ làm tổn thương, tổn hại đến tinh thần của em cũng như là đến sọ não của em, tinh thần của em, làm cho em rất hoảng loạn. Mình rất quan tâm đến những hoàn cảnh như vậy tại lý do là mình không muốn rằng sau này em lớn lên thì những cái di chứng nó gây ra cho em trở thành một con người gánh nặng cho gia đình, cho và cũng là tạo cái gánh nặng cho xã hội. Cho nên hôm nay mình đến để mình hỏi thăm xem là sức khỏe của em và hướng điều trị của em như thế nào, có ổn không. Nếu mà gia đình không quan tâm thì sẽ bị những cái di chứng sau này nó ảnh hưởng đến, rất là ảnh hưởng đến nhiều. Ví dụ như là trường hợp của một số người mà mình đã từng gặp, như là em Khoe đã cũng đã từng mình chấn thương ở đầu và một số hoàn cảnh khác. Về hôm nay thì xin mời quý vị cùng Xuân Dũng đi đến hoàn cảnh của em bé 2 tuổi này nha. Cái nhà đây là mình đang vào nhà ông nội của cháu bé. Nhà mình ở quê mát mẻ quá ha. Dạ. Bác là ông nội của cháu ông Phi. Nội, dạ, với đây bà nội. Thì dạ, có thể là kể ngắn gọn thôi. Ngắn gọn thôi về cái sự cố của cháu ngày hôm đó ấy. Ok. Kể sự cố của cháu. Đầu tiên vô sao sao hả? Dạ 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 thì cháu bị sao? Mới đầu tiên đây nè, để tôi nói mới đầu tiên nó vô. Ngay nhà mình luôn. Vô đây, ngay đây. Là chạy xe vô. Dạ. Yeah. Chạy chiếc xe vô đậu. Là ông Út á, Út đó mà người lúc đó là nó say rượu hay là ngáo đá? Không biết. Bị gì hết á. Dạ, bình tĩnh. Bình tĩnh vô là nó đậu tại sân đó. Rồi con tôi thì thằng Lá đang ngồi sửa xe sửa đây. Xe này nè. Dạ. Sửa chiếc xe này gắn vào bằng số mà hả? Dạ. Rồi nó mới chạy vô đậu xe đó, nó vô đây bắt đầu nó biểu Lá chở anh đi. Dạ. Thì con tôi hỏi chở đi đâu, nó nói chở đi Mỹ Tho. Dạ. Rồi tôi cũng ra tôi ngồi giỏng đây nè. Tôi mới nói trời ơi đây đi Mỹ Tho sao mày chạy xe vô đây được mà đây đó mày đi không được. Thì vậy thì con đi chứ gì. Cái nó ngồi nó cười miếng miếng, nó nói nó không đi. Nó không đi vậy thì tôi cũng vẫn ngồi đây. Vậy nó mới lại nó ngồi ngay như ngay chỗ anh vậy đó. Dạ. Rồi bắt đầu là thấy con tôi sửa ở đây. Dạ. Nó mới leo xuống. Nó leo xuống đây rồi nó nói đưa đây anh sửa phụ. À. Vậy con tôi mới nói thôi anh em lại tới nhà, thôi giờ mình bưng dẹp, ăn rủ đi uống nước chơi chứ không có biết gì hết á. Dạ.
mới nói thôi đi uống nước chơi. Rồi con tôi nó mới bưng cái rổ đó nó vô, nó leo xuống nó ngồi. Ngồi nó sẵn sàng rồi con tôi nói. Tôi mới nói chặt quá là sửa gì được con. Thôi dẹp đi anh em uống nước chơi chứ dẹp đi. Con tôi mới bưng vô dẹp trong nhà cái đồ nghề mà này nọ rồi kim bấm rồi này nọ đó. Bưng vô mới dẹp. Dẹp rồi nó chở ra đây. Thì cháu nội tôi chạy vòng vòng đi chơi đây nè. Nó mới đi lại nó xớp nhỏ. Nó ẩm nó lại nó ngồi kế chỗ này. Nó dở lên dở xuống vầy. Nó nói biết chừng nào con được thằng vầy thứ 10. Tôi mới nói có vợ từ từ được cái gì con. Thì mình nghĩ như con cháu nó lại nó nói nó hỏi vậy. Nó con gái rồi thằng này con trai. Nó phân bì vậy thôi chứ đâu có gì. Tôi cũng nghĩ vậy không gì. Đó. Rồi bắt đầu nó ngồi đó vậy. Con tôi á. Mới nói đi anh em mình đi. Nó không chịu đi. Để rủ đi lại quán đó đó. Quán kế bên á. Giờ con tôi xách xe mới chạy lại tới đó. Nó mới đi lại đây, nó ngồi chỗ đó nó đi lại đây thì thà con tôi nó đi lại đây, nó lấy xe rồi nó đi mà nó không đi. Nó không đi, rồi con tôi mới đi lại tới đảng, nó đứng lại nó dòm thấy vừa vô tới tiệm ha. Bắt đầu cái nó chở vô nhà, nó lấy cho con uống nước. Tôi mới hết hồn, tôi nói ủa sao thằng này rủ lại tiệm nước mà không đi uống nước mà nó chở vô nhà. Tôi mới đi lại, tủ lạnh tôi lấy hai cục nước đá. Tôi mới nói hồi về để khi mười lấy nước đá bỏ con uống. Chứ nước không uống không nổi. Mình tính vậy, đi lại lấy hai cục nước đá bỏ vô cái thích. Mà không có kịp bỏ vô hai cục, mới còn cục. Bưng thích đứng uống ở tại trong nhà đó, ghế đó đó. Uống xong rồi, giờ má của nó đó. Má nó đi nằm tại giọng này. Má, có má của anh tới đây luôn hả? Không có má của anh Phi á. Cháu nội. Má Phi thì nằm tại giọng này, còn thằng Phi thì nó đứng đây nó coi điện thoại. Rồi con nhỏ này nó mới ngồi đây, nó giờ thấy thằng này bưng thích nước tại đây ha. Đứng này uống mà có tôi đứng đây nữa. Bưng cái nước uống rồi cái bắt đầu nó dần dần đi. Con dâu tôi nó thấy nó sợ, nó thấy làm gì đỏ mắt thấy ghê quá. Quảng hộ bỏ đi vô trong phòng. Cái nhỏ đứng đang nhảy coi điện thoại chờ tại trong này, cái nó xốp nhỏ ẩm vậy. Cái tôi biết cái nó khóc nó giáo giác vậy nè. Nhỏ khóc nó sợ. Cái tôi chạy theo tôi nắm hai cái giò sao bị nó kẹp vô nách vậy nè. Kẹp vậy cái tôi chạy theo nó kẹp để tôi giáo nhìn như gì. Nhưng cũng như nhỏ đa hình vậy. Cô điện thoại vậy có mắt mới gì có ghẹo gì nó đâu thay chữ nước người ta đi đi nó không đi nó vô nó ôm nhỏ vậy kẹt vậy nè cháu cũng lắc đầu qua nó trời vậy nè nó khóc cái tôi mới dạy theo tôi nắm hai cái giò sao vậy nè nó hai giò tôi nghĩ là tôi mới đưa thấy mười nó khóc rồi đã đưa mười giỏ em ngủ nó không chịu nó khóc con ơi nó chạy riết ra đây bật ra cái cửa này bật ra tại cái chỗ này trong đó ha chạy bạch ra thấy mặt má đóng giò tôi nghĩ không lại giò nhỏ xuống như vậy cái cháu tôi nằm sát như vậy đưa lên như vậy cái nó dở như vậy tôi mới la trời ơi sao mày giết cháu thì chết rồi nó móc dở vậy móc hai cái kéo hai tay vậy hả hai cái hai tay thì mẹ nó chạy theo mẹ mẹ nó chạy theo tôi mới la nàng ông này nhà dưới chạy lên mé trong ngón tay tôi giật nhỏ nó đứng tại như vậy mẹ nó mới mẹ của thằng Phi á mới xô nhỏ giạt ra rớt cái kéo xuống một cái mà hai tay nó lụi vậy mà ý vừa xô mà vừa giật nhỏ lọt xuống cái kéo nó lượm trở lên rồi tôi muốn xỉu tôi mới la làng cái nó nói bà đứng đây tôi giết bà đứng đây trời ơi giết gia đình này tao giết thằng nhỏ này rồi tao giết thằng lá tao giết mẹ tao tỉa cái dòng mày vậy hả? Mẹ mày luôn nó chửi lên là nó khùng cái gì đâu rồi ông này chạy lên mấy cửa này mở nè cửa này mở nè nó mới ổng mới dưới chạy lên ông lại hơi thì nó lo ngó vô đây đằng này lôi nhỏ chạy mé này chạy xuống máu mủ từ đây ra tới ngoài luôn ra tới bển luôn tôi mới nói trời ơi về chết cháu tôi rồi tôi kêu con dâu tôi nữa tôi run tôi nói mà tôi giờ muốn cúm nữa rồi con chạy ra bắt tám con ngoài đi con kêu bắt tám chở đi vô trong gò công giùm cứu nhỏ để nhỏ chết nó giật nó đâm nhỏ hai nhát đâm ngay hông nhát nè ngay xương sống lại nhát giờ nhỏ nặng lắm con ráng đi mà con bầu tôi hai bầu hai tốt tươi riêng con dâu hai đứa bầu là tháng chín tháng mười ngày đẻ hết giờ sửa sạn đẻ đó mà hai nhỏ cúm giò chạy ra sao là bị nó giết hết cả nhà quả hồn mới chạy biểu chạy con ơi nó giết hết chạy bị nó giật nhỏ này nó đâm hai kéo rồi mình thấy vậy là phải chạy chứ chết sao rồi hai con dâu chạy qua bên sau con chạy bển đi mà nó cúm giò nó khóc nó la bển tôi nó im chạy chứ nó chạy theo chết vậy ông này mới la hới hới đặng cho nó ngó ổng đây đặng bên đằng này đằng bà chạy
trời ơi, chạy ra rồi ôm vô bác tám, nó cũng không biết con hai gì hết, mới kêu bà chở giùm với cháu nội chở giùm vô công vô bệnh rồi. Thôi đó, dạ dạ dạ. Thì không, cái câu chuyện đó và cái mọi việc làm đó thì cái người mà gây ra đó họ sẽ bị pháp luật, họ sẽ xử lý đúng theo những cái tội mà của người ta gây ra. Vô là làm vậy thôi chứ đằng này có nói cái gì động nó đâu. Dạ, dạ. Không ai nói gì biết gì nói đó. Chung ra thì chiều công an 113 có ra là lấy chiếc xe là gây án chở gì động luôn. Dạ. Tới giờ luôn tôi cũng không biết là đem đâu. Dạ, cháu thì tôi lo chạy luôn lên. Mình lo cháu mình thôi, miễn đành nhận thôi chứ còn thực tế ra thì cũng không biết là chở đi đâu hay gì, mình lo cháu mình chở lên như đồng hai. Dạ. Thẳng lên gì luôn. À, rồi thì cái việc đó thì cái việc mà cháu thì không liên quan gì, cháu Dũng hôm nay đến đây không liên quan gì đến cái tức là không phải liên quan gì mà ý nó là cháu không chưa cái việc mà cái thủ phạm á là ông út đó gây ra với cháu của hai bác như thế nào đó thì cái đó để công an và pháp luật họ trừng trị họ giải quyết. Đối với cháu là cháu chỉ quan tâm đến sức khỏe của cháu Phi thôi. Rồi, thì cháu thì bên chỗ từng học qua tâm lý và cháu nói như cháu nói là cháu biết và cháu sợ rằng là nếu như mà cái vấn đề của cháu nè, cháu Phi nè đang còn nhỏ 12 tuổi, chỉ có 12 tuổi à, và bị ảnh hưởng tâm lý và tại cháu vì sao cháu biết được, tại vì người dân ở đây á, họ có nói rằng á, là hiện tại bây giờ mà ai mà tiếp cận với cháu á, thì cháu rất là run, run, hoảng sợ đó. Thì không biết là gia đình có cái hướng nào để mà điều trị cho cháu để tại vì theo như cháu biết đó, cháu đã từng tiếp xúc với nhiều bệnh nhân và nạn nhân rồi thì nếu như mình không điều trị thì sau này cháu sẽ bị một cái tâm lý về sau nó sẽ không tốt và có cái gì và nó để không tôi tốt. Nói thưa anh và chú mà hồi nhỏ cái hồi chưa có bị cái đó là một đêm nó uống cái hũ sữa khoảng 4-5 hũ ngày 4-5 hũ vậy, nhưng mà giờ đưa cái bình sữa nó sợ, đưa bình sữa nó khóc không à? À, không biết sao kỳ, không biết mà sao không biết gì mà giờ cái bình sữa của hồi xưa là nó ôm nó tự nó bỏ vô cái bình sữa nó tự nó ôm nó nút, mà ban đêm vậy là hả nó giật mình dậy đưa bình sữa nó tự nút, mà ban ngày hai ban đêm vậy giờ mà từ cái bị nạn tới bây giờ đưa cái bình sữa vô nó khóc không? Dạ. Mà nó không uống sữa luôn. Dạ. Nay nó sụt ký hồi nãy 17 ký, nay còn có 13 ký luôn. 17 ký không 13 ký. Hồi nãy nó chưa có bị là nó 17 ký. Mà giờ nó sụt khí khoảng 3-4 kg mà, nhưng mà thực tế ra giờ đưa bình sữa nó sợ mà không biết cái gì. Dạ. Cái đó là cũng không giờ tôi ám ảnh hoài nha, mà không hiểu luôn là cái đưa bình sữa mà sao nó sợ mà không, mà giờ thấy thương vậy á. Tôi nói thưa thiệt với anh, giờ muốn cho nó uống sữa phải rót ra cái ly, lấy cái muỗng đút vô nó mới uống, chứ còn đưa cái bình mà có cái núm vú vậy là nó không nút. Nó sợ nó chạy không à, nó chạy trốn không à. Dạ. Vậy là rồi, cháu là bị chẩn đoán là xuất huyết dưới màng cứng do chấn thương ở bên trái, ở đầu phải không? Ở đầu. Dạ, ở đầu. Ở đầu bên trái. Giật xuống. Giật cúp. Dạ, giật cúp xuống. Nó giật á. Mà may mà giật ngang. Phải cái bé sao trái, cái bên trái. Chứ còn ở phía sau nữa là mệt. Bé sao chết rồi. Chết rồi. Bé sao chết. Dạ dạ. Vì sau này là vùng tiểu não. Ở sau này là chết rồi. Dạ. Mấy hôm nay nó phù cục, nó phù lên mềm luôn mà. Đó thì chú coi cái trong cái dạ rồi cháu biết rồi. Thì qua cái này thì cháu mới biết được đó thì đó. Dạ dạ thì những cái câu chuyện của gia đình mình thì nói chung là cháu có nóng rồi. Cũng có nhà nạp trong chổng nữa. Không biết con giấy nào đó. Dạ nói chung là cháu có nắm được về cái sự việc của cháu. Dạ. Em bên đơn vị nào? Chào anh. Dạ. Em bên đơn vị nào? Em hả? Dạ. Em thì bên từ thiện thôi. Dạ. Mà cái đơn vị nào có em quyền giấy tờ được không? À không. Em bên từ thiện thôi. Từ thiện bên đơn vị nào chứ? Từ thiện về cá nhân của mình mà, mình là cái người đi phát tâm mà. Cái phát tâm. Mình là ấy, nếu như mà anh cứ coi trên cái kênh mà YouTube Tin Nóng Từ Dân á. Trang nào ạ? Tin Nóng Từ Dân. Mình chuyên đi giúp những cái hoàn cảnh và những người mà chuyện bị về tâm lý, bị về thần kinh. Thứ nhất là bị thần kinh tâm thần. Rồi những người mà mới triệu chứng ban đầu như vậy nè. Đó thì mình sẽ đến hỗ trợ cho họ, nếu như mà gia đình mà có điều kiện thì mình sẽ chỉ cho hướng điều trị, còn nếu như không có điều kiện thì mình sẽ giúp đỡ. Rồi mình sẽ đưa nhà, ví dụ nhà mà không có điều kiện thì mình sẽ hỗ trợ kinh phí để đưa điều trị cho nó đúng phương pháp, kéo rồi mà để sau á, về sau á mà nếu như mà không điều trị đúng phương pháp để sau nó trở thành một cái về tâm lý và nó sẽ trở thành một cái
Tức là tạo thành một cái gánh nặng cho gia đình và cho xã hội về sau. Tại vì mình đang từng nhiều người họ quá muộn. Khi mà bị chấn thương tâm lý và bị chấn thương sọ não, họ không lo và họ để như vậy đến khi tầm khoảng độ 5 năm, 7 năm sau nó sẽ phát bệnh. Cho nên là cháu còn quá trẻ, còn nhỏ bằng tuổi như con mình thôi, thấy rất là thương. Đó. Thì cho nên là mình xuống, mà nếu như gia đình thì thực ra thì vô đây thì ban đầu nghe người ta nói là nhà nghèo lắm, khổ lắm, nhưng mà không biết là vô đây thì nhà cũng được chứ không đến nỗi, nhưng mà thật là như vậy. Cho nên là với cái phát tâm của mình như vậy đó thì muốn đến cái chuyện mà pháp lý đó thì để nhà nước bên chỗ công an với pháp lý họ xử lý thích đáng với cái người gây ra cho cháu. Mình chỉ quan tâm đến sức khỏe của cháu thôi, vậy thôi. Vậy không có gì hết. Cũng như rất mang ơn mà. Dạ, không, đó là vậy bác cũng như hỗ trợ cho em bé đó. Dạ. Cháu chỉ quan tâm đến sức khỏe của cháu thôi. Dạ. Về cái chấn thương của cháu. Như vậy nếu mà gia đình không có điều kiện thì cháu sẽ tiền túi của cháu bỏ ra một ít và cháu sẽ kêu gọi một số mạnh thường quân họ giúp đỡ để có cháu có điều trị, có tiền điều trị. Nhưng mà nếu như mà gia đình cũng có rồi thì sẽ tức là có và có hướng thì tức là có khả năng điều trị cho cháu. Không, y nói vậy, nếu có khả năng rồi thì bên cháu thì rút lại để giúp người khác. Không, đó là nói thật. Nhưng nếu gia đình cần giúp đỡ về cái vấn đề tâm lý hoặc là vấn đề hướng điều trị hoặc là cần những bác sĩ nào, ví dụ lên bệnh viện cần những que bác sĩ nào thì bên cháu thì sẽ hỗ trợ. Có thì vì bên mình thân quân của cháu là không những là những người mà họ có tiền, không phải là những người có tiền mà những người cũng làm ở trong cơ quan nhà nước, những người làm ở trong bệnh viện và họ giúp đỡ bằng cách như vậy. Họ có những lời khuyên và họ những có hướng điều trị chứ không phải là mỗi tiền bạc là đủ, đúng không ạ? Dạ, vậy đó. Ví dụ như thường quân có giúp đỡ cho bé thì chạy tới mức thì mang ơn, chứ còn tới đây ở đây thì giúp tới đâu hay tới đó. Dạ. Thì đó thì nhà mình có thể lên mở thì mở cái kênh mà tin nóng từ dân á thì sẽ xem được là cháu giúp rất là nhiều rồi. Dạ, có những người giúp cả mấy trăm triệu cũng có. Dạ. Chứ ấy thì tại vì thì theo điều kiện của họ. Thấy nhỏ này, tức là đây thì mình cũng đâu có hiểu nó từ đây tới sao nó là sao mình không biết. Dạ. Dạ. Thì cũng nói vậy mà tưởng là hôm nay cháu có ở nhà chứ không có biết là cháu đi khám bệnh. Vậy thì cháu này nó ghé nhà. Hiếu nó chỉ dạ dạ dạ. 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 Hiếu á dạ đi chị. Dạ. Cũng mừng mướn cái trở này nó mới ở trở này. Dạ. Cũng nghe nói là cha làm mướn nó cũng mới về mấy người bên bến phà. Nói cha cũng mới về đó. Xong mà cái xưa rồi thì gửi ông nội bà nội nhà gửi thì cái tai nạn vậy mới vợ sợ ẩm đi theo không ạ. Dạ ẩm đi theo đi cha con đi theo rồi. Dạ dạ nó ở nhà nó sợ ai vô nó sợ. Dạ yeah. Cái cha mẹ nó thấy vậy thương quá mới đi đâu bồng theo. Dạ yeah. Thế còn nếu như mà sau này gia đình mình á mà con nói nếu như sau này thôi, khi mà người ta xử lý để mà cho cháu nó chưa thỏa đáng hoặc có gì đó nó còn mình còn thấy mình bị oan quá, chưa có thỏa đáng với gia đình mình thì cứ liên hệ lại với cháu rồi cháu có thể giúp đỡ. Cháu có thể giúp đỡ trong cái khả năng. Đó. Nhưng mà cái việc đó thì tính sau, việc quan trọng ở chỗ là hiện tại bây giờ cháu đã sức khỏe của cháu Phi á thì cũng đã tạm thời là ổn. Nhưng mà cháu chỉ sợ là di chứng về sau thôi. Di chứng về sau nó gì sao? Dạ đúng rồi. Nhưng mà giờ nó ổn rồi mà có cái là sữa thấy nó đường sữa nó sao. Dạ. Dạ. Bác sĩ cũng mà sao ngộ mà giờ đưa bình sữa nó sao? Hồi nãy là quậy nó chưa kịp là nó la rồi mà nó chụp ra bình sữa nó nằm nút mình à. Dạ, nó uống mình à. Dạ. Sữa lóc vậy đó. Đúng rồi. Mà giờ hãy đưa tới bình sữa nó khóc. Thì dạ. Tại vì có nhiều cái, thứ nhất là có thể bị tâm lý từ cái chấn động bằng vật lý ở ngay cái đầu. Hai nữa là có thể bị tâm lý do hoảng loạn. Hoảng loạn này thì nó không phải là bị vô đó mà hoảng loạn là tại vì cái hành động mà ôm cháu rồi đập cháu xuống đó rồi lấy dao kéo ra đâm cháu nữa. Đúng. Thì đó là một cái hành động mà cho dù là cái đầu không bị ảnh hưởng nhưng mà riêng cái hành động đó thôi cũng làm cho một đứa con nít với trẻ em 2 tuổi à. Thì nó cũng sẽ bị chấn động tâm lý. Ừ, đó. Thấy điều bình thường. Bác sĩ nói dạ. Có cục máu ở trong đầu. Nó không phải giá thuốc rồi lên trở khác. Nó không phải sợ mà đưa bình sữa là nó chảy thuốc. Là dạ. Năm. Có hồi nãy là quậy sữa vô đổ vô về là tự lợi nó. Dạ. Nó thì nó uống. Hôm nay thì cháu đến đây. Cháu không có cháu Phi ở nhà. Dạ. Xin được gửi cho gia đình mình một chút gọi là tiền phù thuốc men hỏi thăm động viên cháu. Dạ. Gửi 1 triệu này là của nhóm thiền nguyện Úc Châu ở tại Melbourne và Sydney của Úc. Úc Châu.
kêu nhà nhóm thì người nó biết nước Úc á. Dạ à hả. Rồi. À, một điều này là của cô Ba. Cô Ba là cô của cháu ở Gò Công. Lấy giấy. Cô Ba ở Gò Công. Lấy giấy giấy. Khóc tu khóc tu dạ à, của đấy, con là 0834 0834 69 88 79. Dạ con tên Dũng. Dũng dạ rồi à, mở ngoặc đóng ngoặc là bác kia là tin nóng từ dân. Dạ cứ lên tên mà cứ gõ tin nóng từ dân là gặp con suốt ngày con cứ đi suốt ngày đi từ thiện dạ gì đó dạ rồi thôi thì đây là chú dạ đây là bác Phi bác ở Huế là một nhân vật trong cái câu chuyện của cháu là bác Phi là nhờ cháu để tìm một người thất lạc cách đây 26 năm là người má nuôi chưa? Người má nuôi và đưa lên tìm ra rồi tìm má nuôi bên Tre hả dạ. Thì nay thì bác còn ở Huế vào đây thì xong rồi cháu đi xuống đây nè. Rồi bác đi cùng cho vui vậy đó, đi trải nghiệm. Xin phép quý quan anh ha, rồi anh cho số anh nhiều khi điện qua Dũng này rồi tôi có được anh nói chuyện không hết trơn. Ủa, số của tôi hả? anh ghi đi. Rồi. Mình đi để trải nghiệm mà. Phù nề xuất huyết mô mềm vùng trái đỉnh thái dương hai bên trái phải trong bác xương thì nứt sò đỉnh trái nứt sò màng não thì không thấy bất thường nhưng mà đập đầu nhu mô não thì tù máu dưới màng cứng trán đỉnh thái dương bề dày nó thức dậy vậy nó kết luận là tù máu dưới màng cứng trái đỉnh thái dương nứt sò đỉnh trái phù nề xuất huyết mô mềm vùng trái đỉnh thái dương hai bên trái và phải. Đó, ngày 31 tháng 7 2019 bác sĩ Hồng Mai bác sĩ Hồng à gì Mai Tấn Liên Bang này. Rồi. Kết luận cho cháu. Tổng thất bệnh án. Thôi vậy cho cháu xin được gửi lời hỏi thăm đến cháu Phi. Dạ. À, rồi cũng gia đình mình cố gắng điều trị cho cháu nó ấy và cố gắng dạ điều trị cho đừng thôi. Chúc cũng cho chú được cũng thành công tốt đẹp những cái việc làm của chú là từ hôm nay đã như đi từ thiện cô bác và xuống viện ở xa tôi cũng rất là cảm ơn chú rất nhiều để nhiều khi mình đi ráng thành công và tốt đẹp với những cái chuyện là nãy chú kể là dưới là con cũng xấu động là tươi đẹp thứ hai nữa đi từ thiện về là tốt với gửi lời thăm những cái cô bác nào là mạnh thường quân tài trợ cho chú càng tốt đẹp hơn. Dạ cảm ơn. Dạ rồi vậy để con chào rồi dạ chào bác dạ rồi con chào cô luôn nha dạ con xin phép để con còn đi nữa dạ 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 rồi tôi xin chào cô tôi trước đây mấy năm là tôi làm việc ở Bến Tre rồi xong qua làm việc ở bên này Gò Công nữa rồi được ba mã thương nhà ta cũng nuôi rồi xong mấy chục năm rồi không gặp cái địa chỉ nó thất lạc bây giờ cháu dùng đây đăng lên trên cái kênh trên nóng từ dân đó rồi có hai cô chú ở với cha tìm ra tìm giúp mình vậy cũng mừng được rồi dạ xin chào cả nhà dạ dạ.